McKinney được mệnh danh là thống chế can đảm nhất của Napoleon. Kể từ khi được phong làm tư lệnh quân đoàn số 6 năm 1805, cánh quân Pháp do ông chỉ huy đã liên tiếp lập đại công trong các Effort, Eylau và Friendland. Dù không có tư duy chiến tranh sắc bén, lại hay nóng nảy, hấp tấp, nhưng McKinney trong hầu hết mọi trận đánh đều thể hiện tinh thần chiến đấu dũng cảm, hăng hái xung trận ngay cả khi đã bị thương nặng. Tháng 4 năm 1814, nhận ra sự vô vọng của quân Pháp trong các trận đánh với quân Liên minh, Ney đã ép Napoleon thoái vị. Một thời gian ngắn sau, khi được giao nhiệm vụ đi bắt Napoleon, vừa mới đặt chân lên Pháp, Ney lại quay về phục vụ cho vị hoàng đế đích thực của mình. Trận Waterloo, Ney đã mắc sai lầm chiến thuật cơ bản khi cho kỵ binh đánh trực diện vào lực lượng bộ binh, pháo binh của Liên quân Anh, Hà Lan và thất bại thảm hại. Khi ông bị đưa ra xét xử vì đã phản bội, luật sư đã biện hộ rằng Ney là người Đức và Pháp, không có quyền phán tội. Ông liền đứng dậy và hét vang: "Ta là người Pháp và mãi mãi là người Pháp." Khi bị đưa ra pháp trường, McKinney thậm chí còn đứng nghiêm, hô khẩu lệnh cho binh sĩ nhắm vào tim mình mà bắn.